Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần hùng biện của bạn Nguyễn Thị Hương Thơm đến từ Đại học Hùng Vương Phú Thọ với đề tài Hát xoan tinh hoa văn hóa của dân tộc để cùng tìm hiểu rõ hơn nhé. Lời đầu tiên cho em xin phép được gửi tới ban giám khảo cùng toàn thể các quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa ban giám khảo, em đang mang trên mình bộ trang phục của một làn điệu dân ca đặc trưng của vùng Phú Thọ. Và sau đây em xin phép được trình bày bài hùng biện của mình với chủ đề Hát xoan Phú Thọ, tinh hoa văn hóa của dân tộc. Phú Thọ, đất tổ Hùng Vương, miền đất cội nguồn của dân tộc, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, song với ý thức tự tôn dân tộc, cho đến nay Phú Thọ vẫn bảo lưu được một số nét văn hóa phong phú, đa sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc. Phú Thọ với đền Hùng Nghĩa Lĩnh là một địa linh từ bao đời nay, đó là một đề tài không bao giờ cạn trong các sáng tác văn chương nghệ thuật từ dân gian đến đương đại. Làn điệu dân ca đặc sắc nhất của miền quê Phú Thọ chính là hát xoan, hát kẹo. Tôi đố bạn biết hoa gì nở trên vùng đất tổ, tôi đố bạn biết chương gì mang tên vua Hùng Vương. Các bạn biết không, các bạn vừa được nghe hai câu dân ca xoan của quê hương thôi đấy. Hát xoan là một làn điệu dân ca đặc trưng riêng của vùng quê Phú Thọ với 4.000 năm phát triển và là di sản văn hóa phi vật thể của vùng đất tổ Hùng Vương. Hát xoan thường được hát trước cửa đình nên nó còn có tên gọi khác là hát cửa đình. Hát xoan là dân ca trên đất của kinh đô Văn Lang xưa. Các làn xoan thường nối với nhau thành một dải từ sông Lô sang sông Thao, vắt qua mé trước núi Hùng, nơi có đền Hùng mộ tổ như một chuỗi hạt châu. Dân ca xoan là một loại hình nghệ thuật đa yếu tố, có nhạc, có hát, có múa, nằm trong thành phần các trò diễn hội làng. Các ngôi làng xoan gốc thường là những ngôi làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm nhà nước Văn Lang xưa. Bởi vậy cho đến nay, hát xoan vẫn bảo lưu được một số nét văn hóa phong phú từ thời bình minh dựng nước. Trong hát xoan, hát và múa thường đi kèm và kết hợp với nhau, dùng điệu múa để minh họa cho lời ca. Các tiết mục hát múa thường được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Mở đầu là 4 tiết mục mang tính lễ nghi, phong tục với nội dung khấn nguyện, chúc tụng, xen lẫn mô tả sản xuất. Đây thường là những bài ca cổ, thường được hát, nói hoặc ngâm ngợi theo thứ tự giáo pháo, giáo trống, thơ nhang, đóng đám. Tiếp theo là hát cách hay còn gọi là quả cách. Có cả thầy 14 quả cách với những cái tên khá mỹ miều như Kiều Giang Cách, Thu Thời Cách. Nội dung ca từ của các bài cách này là thường ngợi ca thiên nhiên hoặc kể về các tích xưa. Và phần cuối cùng chính là phần diễn ra các trò chơi. Đây là phần gợi nhiều hứng thú nhất và mang đậm tính chất dân gian nhất trong hát xoan. Các bạn đến với Phú Thọ quê tôi sẽ được thưởng thức các tiết mục như hát giao tình, hát bỏ bộ, hát xin hoa, đố chữ, gài hoa, hát đúng. Sức sống của hát xoan chính là ở sự kết hợp giữa lối hát giao tình và lối hát lễ nghi tồn tại lâu đời và được nhiều người yêu thích. Thưa các bạn, hát xoan có tổ chức hết sức chặt chẽ, nó ý nghĩa vô cùng to lớn và có tác dụng vô cùng lớn lao. Hát xoan giúp cho con người quên đi bao khó khăn cực nhọc cho cuộc đời, đến như đau đẻ mà hát xoan cũng làm cho quên đau. Vâng, tương truyền rằng vợ vua Hùng Vương đau đẻ 3 ngày 3 đêm mà chưa sinh hạ được. Để làm giảm bớt sự lo lắng và mệt mỏi cho hoàng hậu, vua Hùng đã mời Phường Xoan đến hát cho hoàng hậu nghe. Và trong khi nghe hát thì hoàng hậu đã đau đẻ và hạ sinh được quý tử. Vua đã rất vui mừng và đã cho rằng chính nhờ làn điệu hát xoan này mà hoàng hậu đã hạ sinh được. Và người đã cho ban chiếu chỉ yêu cầu toàn bộ nhân dân phải học theo làn điệu hát xoan này, và từ đó hát xoan đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Có thể nói hát xoan đã đỡ cho con người ra đời, và trong suốt chặng đường phát triển thì hát xoan đã được rất nhiều người nâng đỡ, và công lao to lớn nhất phải kể về công lao của bà Lê Thị Lan Xuân, mà Phường Xuân ca tụng bà như một ân nhân. Để tưởng nhớ đến công lao của bà, Phường Xuân đã kiêng gọi tên bà và gọi trạch sang là hát xoan. Chính bởi sức sống của nó mà ngày 24 tháng 11 năm 2011, tại hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, hát xoan đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Hương Thơm thân mến, thời gian dành cho bạn trong phần thuyết trình đã hết. Và bây giờ thì xin mời bạn sẽ cùng đến với câu hỏi của nhà báo Cát Vũ. Chào em Hương Thơm.
Cái bài thuyết trình của em nó quá dài là bởi vì cái tư liệu về hát xoan nó rất là nhiều. Mà muốn giải trình thì chắc là phải có một cái cuộc hội thảo thì là mới trình bày được hết. Cho nên là em thông cảm. Thì nhân đây thì cô xin hỏi một câu là theo cô được biết á, là cái hát xoan hiện nay đó, những cái nhà chuyên môn về văn hóa dân tộc đang rất là lo ngại là bởi vì cái hát xoan hiện nay nó bị biến thể rất nhiều. Hát xoan ở trong các cái công ty du lịch, các cái dịch vụ du lịch nó cũng là không có còn giữ nguyên cái bản gốc của nó. Có nghĩa là theo thời gian hát xoan là đã có những cái sự biến thể của nó. Thế thì cho cô hỏi là với một cái người trẻ như em hiện nay thì là làm thế nào, theo em đề xuất cái biện pháp nào để có thể là gìn giữ được cái bản sắc của hát xoan như là ngày xưa? Dạ vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo và em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Hiện nay hát xoan đã có rất nhiều bản biến thể. Hát xoan gồm có xoan cổ và ngày nay cũng có xoan cách tân. Tuy nhiên, để nhắc đến hát xoan thì chúng ta nên quan tâm đến xoan cổ. Và là một người sinh viên, bản thân em cũng đã được học hát xoan và biết đến hát xoan rất nhiều. Thì từ khi hát xoan được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì nhà nước ta đã có ý tưởng rằng nên đưa hát xoan vào trường học để giáo dục học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và việc đó đã được thực hiện tại Phú Thọ quê em. Bản thân trường Đại học Hùng Vương nơi em đang theo học là một câu lạc bộ xoan lớn nhất của tỉnh Phú Thọ. Ở nơi đó chúng em đã được học hát xoan, được tìm hiểu về xoan và được biết rằng xoan rất có ý nghĩa rất là to lớn. Và ở nơi đó thì chúng em đã hiểu được rằng hát xoan là cái nguồn gốc của Phú Thọ, nó là một nét đặc trưng riêng của người Phú Thọ nói riêng và người Việt Nam nói chung. Và ở đó thì chúng em được học xoan cổ và cái xoan cổ đó thì chúng em đã biết được nó là cái nguồn gốc đầu tiên của hát xoan. Và em muốn thông qua cuộc thi này thì em muốn giới thiệu xoan đến với mọi người để mọi người hãy tìm hiểu thêm về xoan, để biết nhiều hơn nữa về xoan và hãy xem thấy nét đẹp của xoan. Và anh có một câu hỏi nhỏ dành cho em như sau. Có lẽ có thể nói rằng ngày nay giới trẻ rất thích thú và rất chuộng nhạc nước ngoài. Họ có thể kể vanh vách và họ có thể ra tận ngoài sân bay dầm nắng ngoài đó để đón chờ thần tượng của mình, và họ thuộc vanh vách những bài hát nước ngoài. Có thể nói rằng ai chúng ta đây cũng biết đến bài hát Gangnam Style. Em nghĩ gì về bài hát này và nghĩ gì những giai điệu quê hương em? Dạ vâng, nước ta đang trên đà hội nhập với thế giới và việc du nhập giữa những thể loại âm nhạc từ nước ngoài là việc rất là bình thường. Tuy nhiên là cái hiện tượng Gangnam Style hay là được giới trẻ biết đến với điệu nhảy ngựa, nó là một hiện tượng mà đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, không phải chỉ là ở đất nước Việt Nam ta mà còn rất ở nhiều đất nước trên thế giới. Theo em nghĩ thì cái hiện tượng đó và cái điệu nhảy ngựa đó nó có một sức thu hút đáng kể đối với con người. Tuy nhiên, nếu các bạn đã biết đến nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đã biết hết thì chúng ta có thể quan tâm đến vấn đề đó. Nhưng chúng ta không nên quan tâm quá. Và theo em nghĩ thì các bạn nên hãy hướng đến những cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Hãy biết đến nét đẹp của văn hóa Việt Nam trước, rồi hãy nhìn đến cái nét đẹp của văn hóa của thế giới sau. Xin cảm ơn em. Và đến với cuộc thi ngày hôm nay thì em cũng xin phép được gửi đến tất cả các bạn, ban giám khảo cùng quý khán giả một làn điệu hát xoan để mọi người biết hơn nữa về xoan. Và sau đây em xin mời các giám khảo của các bạn hãy thưởng thức làn điệu hát xoan mời rượu. Tay tiên chuông trên nhớ đào diêu đào chứ đồ đi. Đồ đi thời tiếc nhớ vào thời say chất ta du hời 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 hơi du hời.
ấy dù tình dù tay tiên chuốc chén nhớ đào diêu đào chứ đổ đi đổ. Say chứ ta du hơi 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 yêu, hơi, du hơi du, ơi du.